kết nối ví Telegram với Hunter Combat để nhận token Hunter. Anh em có thể chuyển cái token mình đào được về các sàn, hoặc cũng có thể chuyển về ví trên Telegram. Bởi vì có nhiều anh em, rất nhiều anh em đào bằng nhiều các thiết bị điện thoại, cho nên mình KYC không đủ tài khoản trên sàn thì anh em có thể rút về ví trên Telegram. Và anh em lưu ý, anh em sử dụng ví trên cái Telegram thì cũng lên KYC đi nha. Rồi bây giờ tôi vào phần airdrop bên dưới góc phải màn hình, kéo màn hình lên. Ở đây nó có cái phần withdraw nhá. Thì đây anh em có thể rút về một trong ba sàn Binance, OKX hoặc Bybit. Cái phần thứ tư là wallet in Telegram. Đấy, bây giờ tôi sẽ rút về ví trên Telegram. Tôi sẽ chọn cái phần thứ tư wallet. Rồi chọn vào connect wallet. Nó sẽ hiện cái ví trên Telegram lên, chọn vào continue. Chọn vào return to Hunter. Chọn none. Xác nhận, cảm ơn. Ok, bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Rồi, anh em thấy cái dấu tích gì chưa? Dấu tích chữ V đó là đã xác nhận ví rồi nha.